anh ơi, em nói Ơi. là tức là thằng Long nó chỉ gặp thoáng qua thôi đã đi tù rồi, nếu mà để mà nó thân nữa thì chỉ có chung thân hoặc tử hình thôi anh ạ nhá. Nếu mà Ok. để mà thân ấy, nó mà thân quá thì chỉ có chung thân tử hình thôi. Nó mà chỉ có thoáng qua chụp cái ảnh nó đi mẹ nó 10 năm 6 tháng, đi mẹ nó 20 năm, trường con 20 năm rồi anh huấn đi hụt 2 lần. Bây giờ mà nó mẹ lại thân quá là thì có mà mẹ chung thân tử Có hình mỗi nữa anh thì lại bốc này, mạ rồi. nhưng mà cái cơ bản chắc là có mỗi anh là chưa 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 thì thôi, mỗi anh là Anh ấy, ngại. Ừ. thế thì em mới khuyên anh là khả Ừ. năng là phúc phần nhà anh tổ tiên anh để lại lớn, hoặc là cái số căn của anh là tù nó chưa có. Nhưng anh Thái đi khóa nào nhỉ? Chưa em ơi. Chưa khóa nào. Thế thì cũng nên đi một chuyến cho nó trưởng thành và chững chạc hơn. Mày thấy tao là biết. Bởi vì là em thấy chú Trung Trọng ấy, ngày trước chú ấy cứ lên chú dọa đánh người trên mạng, nhưng mà từ ngày về là thấy đi nhẹ, nó khẽ cười duyên và chào mọi người rất là chan hòa, ok. Thì là đi về là tất cả những cái đầu gấu nào mà được ngôi trường Juventus, đại học Harvard Juventus đào tạo là đều về là ngoan ngoãn, trưởng thành và chín chắn. Yêu cầu Nhưng mà là cho chú Trung Trọng đi thêm khóa lứa về cho anh trưởng cảm ơn thành hơn Thái đấy nha. nhá. Anh chỉ nói em này, nên đây anh em nói chuyện vô tư, còn ba cái vấn đề để nói về chúc nhau đi tù đi tội là anh không hài lòng. Em ra hiểu Không, đấy. anh đừng nói câu chúc nhau đi tù đi tội. Đi tù là tốt, đi tù vào đấy mới Không rèn được tốt con mà. người. Ở ngoài hư hỏng, ở ngoài chơi bời ke kẹo đá đập, rồi là bay nắc, rồi ăn cướp giật, rồi là móc túi, rồi đánh nhau. Đi tù về ngoan ngay, đi tù là tốt. Thế mày nhầm rồi. Cái quan điểm là mỗi người một cái ý khác. Còn với quan điểm của anh chưa vẫn chơi thì ví dụ như là trước kia vẫn chơi. Thế nhưng mà bỏ là đi tù để mà tốt thì không có cái gì tốt cả, em hiểu không? Đấy. Thế bây giờ Chơi thì anh mình có chơi chơi để không? mà có cái gì. Còn tất cả là mình sai pháp luật thì mình phải chịu. Đấy thôi. Nhưng bây giờ anh còn chơi không? Bây giờ anh còn chơi không? Bây giờ anh không chơi. Chắc vẫn chơi nhưng không dám nói. Anh không chơi là anh không chơi chứ vì anh phải giấu giếm Ôi gì, trước kia chơi trời, ôi trời. Mà em buồn anh nhá, em ốm đau. Anh chuyển khoản cho em 500 hoặc 200 nghìn cũng được. Nó cũng là cái mời cho nhau cốc nước mía, là cái cốc xe ôm em khó khăn. Anh lại bảo là mày lên bệnh viện anh mang 10 con gà lên. Bệnh viện nào nó cho anh mang gà phải nấu ở trong đấy. Anh ối rồi ôi. mày em hiểu này, nếu kể cả tất cả những người trong đây, nếu mà em mày nói thế đấy thì anh chỉ nói mày luôn này, anh vẫn rất là gì, nhưng mà nó thật mày, đến bản thân nó thẳng câu này, mấy Khánh này nhá, đến bản thân kể cả nó thẳng một câu này, anh chưa từng gặp mày đúng chưa, Ok. chưa từng gặp đúng chưa. Một cái thứ hai là chỉ vấn đề như này, trước tiên bố mẹ anh nhiều lúc anh cũng chưa được như như để mà nói cái chuyện mà để mà bọn nào phải là phải cung cấp như mày yêu cầu thế được. Thế nên mày phải đừng bao giờ nghĩ cái chuyện là thế, bản thân anh chỉ nói với thế này, sống với nhau qua mạng xã hội quen biết nhau, không mà tao mong muốn mày gặp cái hoạn nạn hoặc là mong muốn mày mày phải bệnh hoạn này kia, không có, anh chỉ nói với thôi, anh chơi nó khác, anh không bao giờ để anh cứ nói anh nói. Còn về mày bọn nào mày về bọn nào anh ối rồi này kia, anh nói thật mày này, nên bản thân kể cả bố mẹ anh như thôi, chưa bao giờ để mà nói câu là bọn phải là thế nào, chỉ có bố mẹ anh mới có quyền đấy, còn mày không có quyền đấy được anh nhá, Ok, thế em mày chịu anh không một có câu quyền như đấy cũng được này. Em chịu nhá. anh với nhau như này. Thế em thì không thân, được, em không có cái gọi là cái phúc phần đấy, hoặc là không có một cái quy định nào mà phải gửi gửi đồ cho cái thằng mà chưa quen. Thế nhưng mà anh trưởng con với anh là thân rồi, ngày xưa là đi cùng nhau đi bắt Quách Dũng này, rồi là cùng nhau Ok, thân chưa? Anh với anh trưởng con là thân chưa? quá thân được chưa, Thế anh đã gửi cho anh trưởng con đi lưu ký nào chưa? anh gửi 2 lần rồi Chứng minh đi, có cái gì sổ gì thăm gặp hay là như nào này không? em ơi. Anh chỉ nói mấy này đây, để anh chỉ nói mấy này, bản thân anh đấy lên đây không phải để khoe mẽ hoặc là phải chứng minh, Gửi cho anh cho con 10 lần rồi đấy, nhưng mà em cũng không chứng minh cho anh đâu. mày mày không chứng minh anh không quan trọng, anh có bắt mày phải chứng minh đâu. Nhưng mà phải công nghệ va đoạn này nhá. Cái đoạn mà gửi hai lần quà cho anh trường con là yêu cầu là xem va nhá. Penalty không có cái lần nào cả, gọi điện cho anh trường con luôn. Gọi đi. Em gọi cho anh trường con luôn. Anh Trường à? Ôi anh nghe giọng em mà anh không nhận ra em Khánh đây.
Dạ. Bây giờ là em hỏi bác một cái chuyện là bác đi tù thì em cũng chưa gửi lần nào, nhưng mà ý em hỏi là người em thân tín tâm phúc của anh là anh Thái Cabin hay còn gọi là anh Thái Calavat thì đã gửi cho anh đồng nào chưa? Không một lời hỏi thăm mà anh. Thế sao vừa đấy trên livestream anh lại bảo là gửi anh hai lần rồi? Chắc là gửi lộ hôn gió như chưa đấy gì cả. Chết rồi, gặp quả anh Thái họ họ hứa tên Văn Cường rồi. Đấy nhá, anh Cường sát anh Trường đây. Nó điêu đồng cái gì? Bụ mẹ vừa gọi cho anh Trường con đây. Không nói điêu luôn. Tôi nói điêu cả nhà tôi chết luôn này này. Vừa gọi cho anh Trường con đây. Đụ mẹ. Đây, vừa gọi cho đại ca Trường con này. Số vẫn điêu đồng hoàng luôn. Chết dở. Không gửi cho đồng nào lên. Biết Khánh gọi cho anh Trường phát tắt luôn này. Không dám đối chiếu. Sợ thật. Đây. Biết Khánh ấy phát trốn luôn đây anh Trường con này, số anh Trường con rất là đẹp luôn, ai có nhu cầu thăm nuôi anh Trường con thì cũng gọi luôn cho anh Trường nhá. Đây Khánh nói réo làm gì, Khánh đi là anh Trường cơm mà anh thích ăn cơm đấy. Tôi thề với các ông là vừa tôi gọi cho anh Trường bảo chưa một cái lần nào hỏi thăm, mẹ toàn mõm ở đâu